Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hội, là tiếp tục những clip mèo thuật thuật. Hôm nay Hội sẽ chia sẻ mọi người cách làm sao chúng ta có thể là lấy lại được, khôi phục lại được những cái tin nhắn mà người khác đã gửi qua Facebook Messenger cho mình nhưng mà họ thu hồi nha. Thì những cái tin nhắn nào mà người khác gửi cho mình mà họ thu hồi thì mình có thể đọc được những cái tin nhắn đó. Đấy. Và mình chỉ hướng dẫn cái mèo này ở trên Android thôi nha các bạn, còn App Store thì mình không biết. Thì các bạn sẽ lên CH Play, sau đó thì các bạn sẽ tìm cái từ khóa là notisave đó, các bạn tìm đó, đây là cái kết quả gợi ý đầu tiên là họ nhấn vào. Rồi các bạn cài đặt cái ứng dụng này cho mình nha, cái ứng dụng mà có biểu tượng hình quả chuông nha các bạn. Rồi ứng dụng này cũng rất là nhẹ luôn, rất là nhẹ. Rồi các bạn mở lên nè. Rồi thì sau đó nó sẽ, các bạn nhấn nét qua cho mình, nét đấy, mình xuống dẫn nhanh nha. Rồi các bạn nhấn cho phép cho mình. Rồi các bạn nhấn next, các bạn nhấn cho phép cho mình nha. Đây, notify bạn not allow là các bạn kích tích qua để các bạn allow nó, cho phép cái quyền truy cập cho nó. Rồi quay lại. Rồi các bạn nhấn cho phép luôn. Rồi. Thì sau đó thì các bạn sẽ nhấn next cho mình ha. Rồi các bạn nhấn cho tất cả các app luôn. Bật thông báo cho tất cả các app ha. Bật qua đấy, rồi sau đó các bạn nhấn quay lại. Rồi các bạn nhấn tích vào cho mình nha. Nhấn tích vào cho mình. Đấy. Rồi sau đó thì sao nữa, các bạn nhấn vào trong phần này đấy. Các bạn add group nha. Trong cái phần này nó chúng ta sẽ có Messenger, hoặc là các bạn có thể các app đó các bạn có thể lấy lại những cái tin thu hồi đó. Thì các bạn nhấn vào nó mặc định nó cho Messenger là WeChat nè, rồi Zalo cũng được, nếu mà các bạn có Zalo ở đây thì các bạn tích Zalo qua đấy. Rồi sau đó các bạn quay lại nha, quay lại. Rồi thì mình sẽ mở lên lại để mình check xem nè. Đấy, rồi ok ha. Rồi các bạn vô cho cái dòng ba chấm này không, ba chấm phía dưới, góc phía dưới trên cùng á. Rồi các bạn sẽ cài đặt này, nó cho phép các bạn kiểm tra là nó cho phép cái quyền truy cập vào đây. Rồi rồi các bạn quay lại. Rồi sau đó thì các bạn sẽ mình sẽ kiểm tra bằng cách là mình sẽ nhờ một người khác gửi tin nhắn cho mình và mình sẽ kiểm tra lại ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ nhờ người khác gửi tin nhắn lại ha. Đấy, sau đó họ sẽ thu hồi. Thì cái ứng dụng Notisave này á, nó sẽ lưu lại cái tin nhắn ha, lưu lại cái tin nhắn mà mình người khác gửi cho mình nhưng mà họ thu hồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào check lại cái tin nhắn nè. Đấy. À, nó nói là chưa gửi nè. Baby unsend rồi đó, đó. Nó bị thu hồi rồi đó các bạn. À, bị thu hồi đó. À, bị thu hồi rồi các bạn thấy không? Đó, nó bị thu hồi rồi các bạn thấy không? Rồi thì bây giờ sẽ vô trong cái phần gọi là Notisave rồi nha. Các bạn vào trong cái Notisave. Rồi các bạn sẽ quay lại, các bạn nhìn thấy cái phía dưới góc dưới bên trái nào. Rồi đó. Các bạn sẽ thấy có những cái thông báo mà tin nhắn mới về nó bị thu hồi, nó nằm ở phía dưới góc trái bên dưới cùng nè, các bạn nhấn vào nha. Nhấn vào. Đấy thì các bạn sẽ vào trong nó có 4 tin nhắn nè. Đấy. Bị thu hồi này thấy không? Thì các bạn quay lại, quay lại các bạn sẽ thấy này, những cái tin nhắn nào mà có biểu tượng mà nó đọc được đó, thì nó sẽ lưu lại, còn nó sticker thì nó không lưu lại được. Rồi cái tin nhắn chữ thì chắc chắn nó sẽ lưu lại được nè, đó nó báo cho mình nè, đó thì đấy ok. Thì cái ứng dụng này nó sẽ giúp các bạn là Notisave, nó sẽ giúp các bạn là lưu lại những cái tin nhắn mà bị người khác thu hồi nha. Ok, thì cái hướng dẫn của mình đến giờ là kết thúc rồi. Và nếu các bạn thấy cái mẹo của mình, thủ tục của mình hay hữu ích thì hãy nhấn like cái video này để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn, và đặc biệt là để thuật toán YouTube đề xuất của video của mình đến nhiều người hơn nha các bạn. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn nút rung chuông nha, để nhận những thông báo mới nhất về clip của mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip này nè. Và bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.